Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 15 tháng 3 năm 2024. Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ vẫn liên quan đến đội tuyển quốc gia là chính. Hôm nay thì thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam cũng đang có khá là nhiều những cái thông tin mới. Vì Long Minh Hải cũng sẽ cập nhật cho các bạn ngay. Ở đội tuyển bây giờ thì một trong những cái điều mà các bạn quan tâm nhất đấy là những cái lộ dò do các cựu binh, những trụ cột để lại, ai sẽ là người thay thế. Trong trường hợp Bùi Hoàng Việt Anh không thể thi đấu được, tức là chúng ta đã bị thủng vị trí này đến tận lần thứ hai. Không có Nguyễn Ngọc Hải, không có Bùi Hoàng Việt Anh thì ai sẽ là người được thay thế? Và cái tên được huấn luyện viên Philippe Chu đang lựa chọn và thử nghiệm đó là Đức Chiến. Tuấn Anh đã không có mặt rồi, ai sẽ là người thay thế? Hiện nay có khá nhiều những gương mặt nổi bật. Tuy nhiên, có thể huấn luyện viên Philippe Chu sẽ lần đầu tiên kéo Hoàng Đức từ vị trí tiền đạo về vị trí tiền vệ trung tâm. Tất nhiên điều này có được áp dụng hay không là còn phụ thuộc vào phong độ và thể lực cũng như là cái chấn thương của Hoàng Đức. Người thứ ba đó là Phạm Tuấn Hải không thể thi đấu được, ai sẽ là người thay thế? Xin thưa các bạn, hiện nay đang có rất nhiều những cầu thủ có thể làm được việc này. Các bạn biết là Phạm Tuấn Hải có thể đá tiền đạo cắm, có thể đá tiền đạo cánh và bạn ấy thường đá ở vị trí tiền đạo cánh trái. Như vậy bây giờ chúng ta đang có Đình Bắc, chúng ta đang có Nguyễn Quang Hải, chúng ta có vị trí đấy là Hoàng Đức. Và thêm một cái tên nữa đó là Nguyễn Công Phượng. Nguyễn Công Phượng cũng là cầu thủ đá ở vị trí này. Và Đình Bắc, Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, ai sẽ là người được lựa chọn cho vị trí tiền đạo cánh trái? Bên cạnh đó, nếu như ông lựa chọn Quang Hải ở vị trí đá tiền đạo cánh trái, điều đấy có nghĩa rằng ở bên hành lang cánh phải hoàn toàn có thể còn chỗ cho những cầu thủ như là Văn Toàn, thậm chí là kể cả Công Phượng. Ngày hôm nay thì mình xin phép là được chia sẻ với các bạn câu chuyện này trước khi chúng ta đến với những cái thông tin quan trọng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Khi mà đội của chúng ta thực sự hôm qua thì mới bước qua buổi tập thứ hai và cũng là buổi tập đầu tiên chúng ta có đủ quân số. Nói là đủ quân số thôi, nhưng mà nhìn trên ảnh thì chúng mình đã phát hiện ra là không có Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh hôm qua không xuất hiện ở bất cứ một tấm ảnh nào mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố. Chúng mình cũng đang cố gắng xác minh xem ngày hôm qua Bùi Hoàng Việt Anh có tập hay không. Và đây chính là những tấm ảnh mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cung cấp cho chúng ta. Nguyễn Tiến Linh, đây là hình ảnh của Công Phượng trong buổi tập thứ hai. Nguyễn Công Phượng đang bắt nhịp rất tốt và đây được coi là một trong những con bài của chúng ta. Nguyễn Công Phượng thực sự là đang tạo ra một cái luồng gió mới trên hàng công và đó phần nào đó làm chúng ta đỡ lo hơn về sự vắng mặt của Phạm Tuấn Hải. Bởi vì những gì Phạm Tuấn Hải làm được trong thời gian vừa rồi thì Công Phượng cũng là người làm được ở cái thời gian trước đó. Và Nguyễn Công Phượng thực sự đang chiếm được cái niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tất nhiên là anh phải chinh phục được huấn luyện viên Philippe Chu. Hồ Tấn Tài mình nghĩ là vẫn là sự lựa chọn số 3 ở vị trí hậu vệ biên phải. Bởi vì vị trí số 1 bây giờ là Phạm Tuấn Mạnh. À quên, xin lỗi các bạn, Phạm Xuân Mạnh. Còn cầu thủ thứ hai là Vũ Văn Thanh, cầu thủ thứ ba mới đến Hồ Tấn Tài. Huấn luyện viên Philippe Chu vẫn rất nhiệt. Cho ai đó đang hỏi là Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Philippe Chu có thay trợ lý ngôn ngữ hay không? Chúng ta có thể nhìn thấy đây là Hoàng Bách, không có thay thế các bạn nhé. Nguyễn Quang Hải, cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất trong số tất cả những cầu thủ nội với 5 bàn thắng ghi được trong những trận đấu vừa rồi ở V-League 2023-2024. Đây được coi là một chiến tướng, đây được coi là niềm hy vọng của chúng ta. Có lẽ là sự đột biến của chúng ta sẽ nằm trong chân của Quang Hải. Anh Ngô Việt Trung vẫn đang miệt mài để đào tạo cho các thủ môn. Đây là một cánh chim lạ của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng là như vậy. Lại thêm một cái chân trái nữa. Có lẽ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta bây giờ đang thuận chân trái. Với cái chân trái của Hoàng Đức, đương kim của Hoàng Vàng Việt Nam, đó là cái chân trái của Nguyễn Quang Hải, cầu thủ có phong độ cao nhất ở giải vô địch quốc gia và là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải vô địch quốc gia với 5 lần sút tung lưới đối phương. Còn đây là Nhâm Mạnh Dũng, một cái chân trái khác, một cầu thủ rất có duyên với những bàn thắng quan trọng, những bàn thắng quyết định của chúng ta. Phạm Xuân Mạnh đây các bạn, Triệu Việt Hưng đang được quy hoạch vào vị trí đá hậu vệ biên trái. Và đây chính là Đức Chiến, lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ nhiều với các bạn về Đức Chiến sau. Khuất Văn Khang cũng là một cầu thủ thuận chân trái khác. Tuy nhiên Khuất Văn Khang thì sẽ không được thi đấu trong trận đấu lượt đi. Nhưng mà không có nghĩa rằng bạn ấy sẽ không đi cùng với đội tuyển. Bởi vì đây chính là cầu thủ mà được cho là có đột biến. Rất là tiếc là trận đấu cuối cùng thì bạn ấy lại bị nhận cái thẻ đỏ. Rất là không đáng có. Đó. Nguyễn Công Phượng vẫn rất miệt mài. Ngày hôm qua thì các bạn biết là ở Hà Nội trời đổ mưa. Các cầu thủ phải tập trong một cái điều kiện thời tiết phải nói là rất khắc nghiệt.
Tiến Linh đang có một nụ cười, Tiến Linh đã trở lại rồi, bạn ấy cũng đã ghi bàn khá là thường xuyên. Nhưng điều quan trọng, mình nghĩ rằng cái sự trở lại của Tiến Linh nó sẽ mang đến cho chúng ta một giải pháp mà thời gian vừa rồi chúng ta không có. Đó là có người đá ở trên đỉnh. Trên đỉnh ở đây tức là vị trí đá cao nhất. Và Tiến Linh thì đã hiểu cái cách di chuyển của huấn luyện viên Philippe Jouzé. Tức là khi cần bạn ấy có thể kéo về đá ở giữa, làm tường để đưa bóng lên. Và khi mà Tiến Linh lùi về giữa để phối hợp đưa bóng lên thì hai tiền đạo cánh sẽ bóp vào trong như hai cánh cung, đâm thẳng vào khu vực 16m50 của đội bạn. Đấy cũng là một cách chơi mình thấy cũng khá là hay. Nguyễn Tiến Linh bây giờ cũng đã có 4 bàn thắng rồi, nên là cũng không có gì phải đáng lo ngại cả. Thời gian vừa rồi phong độ của bạn ấy đã trở lại. Đây là Nguyễn Philip chốt chặn đáng chú ý của chúng ta. Và đây cũng là một niềm tin. Ở Asian Cup vừa rồi mình cho rằng là Philip Nguyễn chính là cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam. Không quá màu mè, không quá là chiếm spotlight. Nhưng mà thực sự những cái pha đẩy bóng của bạn đấy cũng như là cái tư chất thủ lĩnh, điều chỉnh chỉ huy hàng phòng ngự, mình nghĩ là đã đưa Nguyễn Philip trở thành một sự lựa chọn không thể thay thế của chúng ta ở trong vị trí người gác đền. Bùi Tiến Dũng, mình nghĩ là Bùi Tiến Dũng cũng sẽ là một cầu thủ cũng phải chứng minh khả năng của mình. Bởi vì thời gian vừa rồi các bạn cũng biết là Bùi Tiến Dũng không có được cái vị trí chính thức ở trong cái kế hoạch 1. Thường là bạn ấy được triệu tập bổ sung hoặc gì đó. Thực ra là Dũng cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp. Các bạn có thể thấy Công Phượng, mình rất kỳ vọng vào Công Phượng ở đợt tập trung này. Một cầu thủ đang thi đấu ở Nhật, một cầu thủ có bản lĩnh, một cầu thủ đã va chạm với những cầu thủ hàng đầu châu Á. Mình hy vọng rằng cái bản lĩnh của bạn đấy, sự tự tin của bạn đấy sẽ động viên thêm tinh thần cho anh em. Nhất là khi mà chúng ta có thể sử dụng nhiều cầu thủ trẻ ở khu vực mà Công Phượng thi đấu. Ví dụ như là Đình Bắc bên hành lang cánh trái, ví dụ như là Thái Sơn đá ở giữa. Mình nghĩ là Công Phượng sẽ bổ sung cho các em niềm tin, sẽ là một chỗ dựa tinh thần. Đợt này thì mình có một cái cảm nhận là Hùng Dũng khó có thể thi đấu trong đội hình chính. Nguyễn Thanh Bình có lẽ là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau Asian Cup, với một cái tình huống phạm lỗi để va bắt, sau đó là chúng ta bị quả phạt đền. Quả phạt đền nó biến thành bàn thua duy nhất của chúng ta trong trận đấu gặp Indonesia, đối thủ chính của chúng ta và cũng là đối thủ trong hai trận đấu tới ở tháng 3 này. Tiến Linh, mình hy vọng là Tiến Linh sẽ mang đến cho chúng ta thêm nhiều những sự kỳ vọng nữa. Các bạn thấy ok không? Bây giờ thì Vlog Minh Hải xin phép là sẽ gửi đến các bạn những cái bình luận của mình. Bình luận này nó có thể là thông tin, nó có thể là những cái phán đoán. Mình mong là các bạn chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một tí. Theo thông tin mới nhất của mình thì mình có thể cập nhật cho các bạn về Bùi Hoàng Việt Anh. Lúc này là lúc mình đang lấy thông tin trực tiếp. Bùi Hoàng Việt Anh ngày hôm nay sẽ được đi cắt chỉ 24 cái vết khâu trong miệng của Bùi Hoàng Việt Anh. Thì ngày hôm nay bạn ấy sẽ cắt chỉ. Sau đó là Bùi Hoàng Việt Anh sẽ được tập hồi phục một thời gian. Dự kiến bao giờ sẽ... Các bạn đợi mình nhé. Bạn ấy sẽ chưa thể tập hồi phục... Chưa thể tập bình thường, chưa thể tập đối kháng được, mà chỉ tập hồi phục mà thôi. Mình nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một yếu tố quan trọng để chúng ta có thể chia sẻ được với nhau. Điều mà mình muốn nhấn mạnh ở Bùi Hoàng Việt Anh là sau khi bạn ấy cắt chỉ rồi, thì bạn ấy sẽ có thể trở lại ăn uống và ngủ nghỉ như bình thường. Và trong khoảng thời gian ngắn, bạn ấy có thể lấy lại được phong độ của mình. Như vậy là Bùi Hoàng Việt Anh hiện nay đang có cơ hội để có thể chen chân vào đội hình chính. Tuy nhiên là... cái quyết định cuối cùng sẽ thuộc về huấn luyện viên Philippe Jouzé. Bởi vì thời gian tới đây nó cũng sẽ còn nhiều những cái điểm mà chúng ta sẽ phải nhấn mạnh với nhau. Một là thể lực của bạn ấy có trở lại hay không. Thứ hai là cái cảm giác bạn ấy còn sợ hay không. Và thứ ba là phải theo chỉ định của bác sĩ, là liệu cái vết thương của bạn ấy còn nguy cơ gì nữa hay không. Vì vào sân một phát nó có thể có rất nhiều những vấn đề. Vấn đề quan trọng ở đây và là lợi thế của chúng ta, Bùi Hoàng Việt Anh là cựu wing. Bùi Hoàng Việt Anh đã từng đá chính ở đội tuyển quốc gia ở Asian Cup rồi. Bùi Hoàng Việt Anh đã hiểu phần nào đó
cái triết lý bóng đá và cái ngôn ngữ bóng đá của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Chứ là việc bạn đấy chỉ khôi phục lại hoàn toàn thể lực, bạn đấy có thể trở lại là có thể thi đấu được thôi, chứ không cần phải tập ráp đội hình giống như các tân binh. Và mình nghĩ là cái vết rách môi này nó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ok. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin thưa với mọi người luôn là với rất nhiều những cái thông tin tích cực liên quan đến sức khỏe của Bùi Hoàng Việt Anh, mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ có những điều kiện thuận lợi. Những điều kiện thuận lợi này nó sẽ mang đến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ít nhiều sự tác động tích cực về mặt lực lượng và cũng như là về mặt tinh thần. Các bạn đợi mình một tí, mình sẽ lấy thêm một cái thông tin nữa cho các bạn. Các bạn thấy không, trong chương trình của chúng ta nó hay ở cái chỗ là luôn luôn sẽ là những cái câu chuyện về bóng đá, luôn luôn là những cái câu chuyện mà nó đang có sự phát triển. Ngay trong chương trình livestream của chúng ta thì Minh Hải cũng đã vẫn tiếp tục lấy thêm thông tin. Và các bạn có câu hỏi gì thì các bạn chuẩn bị để phần sau của chương trình. Nếu Bùi Hoàng Việt Anh trở lại được thì sao ạ? Các bạn cho mình sorry tí nhá, để mình các bạn đợi mình một chút. Với những cái thông tin tích cực của Bùi Hoàng Việt Anh thì mình nghĩ là nếu như bạn đấy mà ra sân trong đội hình chính thì khả năng Đức Chiến sẽ lại là người mà có được cơ hội để đá vị trí tiền vệ trung tâm. Đức Chiến hiện nay đang được quy hoạch, các bạn ạ, Đức Chiến đang được quy hoạch để đá ở hai vị trí, một là trung vệ và hai là tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên thì trong cái buổi nói chuyện gần nhất với Đức Chiến, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã phần nào đó bật mí về cái cách sử dụng Đức Chiến. Và mình phán đoán rằng Đức Chiến sẽ được quy hoạch ở vị trí trung vệ. Như vậy là khi Quế Quang Hải không thể thi đấu, Bùi Hoàng Việt Anh cũng đang trở lại, nhưng cũng không biết là liệu có được 100% không. Thì Đức Chiến đang nổi lên như là một cầu thủ có thể được thi đấu thay cho vị trí đó, hoặc là có thể được thi đấu ở một vị trí khác trong hệ thống 3 trung vệ của chúng ta. Mình nói rất gãy gọn nhá. Một là có thể thay thế trực tiếp cho Bùi Hoàng Việt Anh nếu Bùi Hoàng Việt Anh không kịp bình phục. Còn nếu không, bạn ấy có thể đá ở một vị trí khác. Mình nghĩ là có thể là biết đâu đấy trung vệ lệch trái thì sao, đúng không ạ? Thì đó là cái giải pháp đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Trường hợp thứ hai không cần phải nói nhiều. Khi Phạm Tuấn Hải không thể thi đấu thì cái tên đầu tiên chúng ta nghĩ đến sẽ là Công Phượng. Bởi vì là mình cũng không biết là huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ sử dụng Đình Bắc ở vị trí nào. Có thể là vị trí tiền đạo cánh. Và mình nghĩ là trận đấu với Indonesia trên sân Bung Karno, chúng ta sẽ đá với đội hình là 3-5-2. Cho nên là sẽ có một cầu thủ sẽ đá tiền đạo cùng với Tiến Linh. Và cái cặp tiền đạo đấy là phải rất hiểu nhau. Khi mà Tiến Linh nhô lên trên cắm thì anh tiền đạo còn lại phải lùi về. Và ngược lại, khi mà Tiến Linh đã lùi về, anh ấy phải cắm lên để làm đỉnh. Ít nhất là hút được hai trung vệ. Thứ hai nữa là có sẵn sàng làm tường cho tuyến 2 dâng lên dứt điểm. Và mình nghĩ là cái lối chơi này thì không ai phù hợp bằng Công Phượng. Nếu mà Công Phượng đá với Tiến Linh như một cái đối tác thì mình nghĩ là đây chính là cầu thủ mà có thể khả năng làm chim mồi. Bởi vì mình phải nói luôn với các bạn là không phải tiền đạo nào ở Việt Nam cũng có cái kỹ năng đa dạng như Công Phượng. Công Phượng đã từng đá tiền đạo cắm rồi, cái này không có gì phải bàn nữa. Công Phượng đã từng cầm bóng solo, kể cả là dứt điểm vào lưới của đội Úc. Các bạn cũng đã xem rồi, đúng không ạ? Công Phượng có khả năng làm tường, Công Phượng có khả năng lấy được những quả đá phạt. Chứ là mình nghĩ là ở vị trí số 10 bây giờ là không có ai phù hợp như Công Phượng. Tất nhiên là phải kiểm tra bạn đấy xem là thể lực của bạn có ok không. Chứ còn cũng giống như mình nói về Bùi Hoàng Việt Anh, là Công Phượng cũng đang là cựu binh, bạn ấy phối hợp với những cái nhóm cựu binh mình nghĩ là sẽ rất là tốt. Các bạn thấy Tiến Linh ok, Tiến Linh với Công Phượng ngày xưa đã là một cặp rồi. Ở bên dưới Quang Hải với Công Phượng thì đá với nhau từ thời U19 2013. Đúng không ạ? Thì mình nghĩ là không phải là vấn đề. Văn Thanh nếu có, Xuân Mạnh nếu có đều là những người mà đã từng chơi với Công Phượng rồi. Tức là về sự hiểu nhau của họ, mình đã thấy là nó có rồi. Điều quan trọng nằm ở chỗ là Công Phượng hiện nay, mình không dám nói ở cái mức là họ là Công Phượng là tất cả trong một của chúng ta. Nhưng Công Phượng hiện nay đang sở hữu nhiều kỹ năng mà đội tuyển Việt Nam đang cần. Trong đấy có khả năng cầm bóng, đột phá, tạo đột biến. Công Phượng có thể nhô cao và bạn ấy có thể phối hợp được. Mình nói là Công Phượng có cái lối đi bóng rất là khó chịu. Nó đi hình rích rắc này rất là khó chịu. Đấy, và các bạn cũng biết rồi, Công Phượng là một cầu thủ đá không biết sợ là gì. Có nhiều cầu thủ khi mà gặp đối thủ mạnh, người ta vào những quả bóng chắc, quả bóng sâu, nhiều người lại cảm thấy sợ. Nhưng đối với mình thì xin thưa với các bạn luôn, Công Phượng chưa bao giờ có từ sợ ở trong cái
ở trong cái từ điển về công việc. Thực sự là ok lắm các bạn ạ. Mình nghĩ là đấy, cuộc sống đôi khi nó tuyệt vời, nó mang đến cho chúng ta những cái giải pháp khi chúng ta cần nhau nhất. Thì ngày hôm nay mình đang nói với các bạn là ai sẽ là người thay thế ai. Bởi vì cái sơ đồ chiến thuật nếu mà chúng ta chơi 3-4-3 thì nó lại kiểu khác. Nhưng mà trong trận gặp Indonesia trên sân Bumkano, mình nghĩ nó sẽ là 3-5-2. Chúng ta sẽ phải đá thủ nhiều hơn. Kể cả là về Mỹ Đình, nếu như cái trận đấu lượt đi của chúng ta đã hòa một đều, thì cái trận đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình, chúng ta hòa hoặc chúng ta thắng là nó tương đối giống nhau. Đấy, cho nên là mình nghĩ là trường hợp tiếp theo là trường hợp của Hoàng Đức và Tuấn Anh. Một người trong đội tuyển cho mình biết là huấn luyện viên Philippe Chu-xê chưa từng nghĩ đến việc là kéo Hoàng Đức đá ở vị trí tiền vệ. Nhưng bây giờ khi mà Tuấn Anh không thể thi đấu, ai sẽ là người thay thế? Mình nghĩ là sự thay thế thì còn nhiều. Đỗ Hùng Dũng mới trở lại. Và mình nghĩ là nếu mà chúng ta dựa trên cái phong độ của Hùng Dũng trong trận đấu ở cúp quốc gia vừa rồi, thì mình nghĩ là Hùng Dũng chưa trở lại được với phong độ đỉnh cao của bạn đấy. Nó vẫn còn có một chút gì đấy hơi hơi kén chân. Và mình không tin rằng là trong thời gian tới, chúng ta còn có đủ thời gian để cho Hùng Dũng có thể khôi phục lại cái phong độ của mình. Cho nên là vì lý do an toàn cho chính Hùng Dũng và vì lý do an toàn cho đội tuyển quốc gia, mình phán đoán rằng khả năng cao là huấn luyện viên Philippe Chu-xê sẽ không sử dụng Hùng Dũng ở vị trí đó, mà có thể kéo Hoàng Đức xuống, hoặc là chúng ta sẽ chơi hai vị trí tiền vệ phòng ngự. Tức là 3-5-2 thì các bạn biết là 3 là ba trung vệ rồi, hai biên thì không tính rồi. Còn ba tiền vệ trung tâm chúng ta sẽ đá hình tam giác như này. Một anh tiền vệ công ở đây, hai anh tiền vệ phòng ngự ở đây, và chúng ta còn hai tiền đạo ở đây, có thể là Tiến Linh và Công Phượng. Thì mình nghĩ là nó sẽ rất là chuẩn thôi. Và có thể nó sẽ mang lại cho chúng ta những sự đột biến. Ở vị trí đấy bây giờ đội tuyển Việt Nam có khá nhiều người. Nhưng mà mình nghĩ là Thái Sơn sẽ là người lấy được một vị trí chính thức. Còn những cầu thủ còn lại thì bây giờ bắt buộc là phải tính thôi. Chúng ta phải dựa trên cái phong độ của họ. Ở đây các tiền vệ trung tâm của chúng ta còn có Lê Phạm Thành Long. Các bạn biết là những cầu thủ mà sau khi Tuấn Anh được thay ra, thì những cầu thủ mà được thay vào để thế chỗ cho Tuấn Anh thì thường là Lê Phạm Thành Long. Mình nghĩ là đây cũng có thể là có khả năng đó. Hay là trường hợp của Hai Long. Hai Long cũng có thể đá vị trí tiền vệ công. Tức là trong ba tiền vệ đấy thì một người là đá tiền vệ công, thì kéo cầu thủ còn lại về đá vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ hơi khó một tí. Thật sự là đến bây giờ mình cũng không dám chắc là cái vị trí Tuấn Anh ai sẽ là người có thể đảm nhận được. Đức Chiến cũng có thể chơi vị trí đó. Ok. Toản Triệu đó là Minh Hải phân tích sâu về vị trí trung vệ nhé. Anh hơi lo. Em thì em lo vị trí trung vệ lắm. Vị trí trung vệ và vị trí tiền vệ phòng ngự. Thực ra là khi mà chúng ta gặp đội Indonesia, điều khó nhất của chúng ta là làm thế nào đấy để chúng ta tổ chức được cái hệ thống phòng ngự một cách nó hiệu quả. Và hệ thống phòng ngự thì các bạn biết là nó không chỉ có các hậu vệ mà nó còn có các tiền vệ nữa. Và trong bóng đá hiện đại bây giờ thì tiền đạo cắm sẽ là hậu vệ đầu tiên. Và người gần bóng nhất là người phải đuổi đầu tiên. Đấy, và chúng ta cũng biết rồi là nếu như mà để cho người ta truyền một quả bóng dài từ hàng hậu vệ lên, chúng ta hoàn toàn có thể thua những cái bàn thua rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy hôm vừa rồi trận Hà Nội. Trận Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các bạn nhìn thấy một cái đường truyền của anh Wilson. Đấy, anh ấy truyền một quả từ sân nhà đến, và cuối cùng là Denison Juninho đã chỉ cần cắt mặt một cái của bóng đã ghi bàn rồi. Thế là bây giờ nếu như mà hàng tấn công của chúng ta mà không biết đuổi bóng, không biết ngăn chặn những cái đường truyền từ xa thì thật sự là cũng rất nguy hiểm. Bởi vì hàng phòng ngự của chúng ta bây giờ ấy, các bạn để ý mà xem, là rất hay bị tấn công ở phía sau lưng. Và cái khoảng trống giữa các trung vệ và thủ môn, cái khoảng không giữa ấy, nó truyền có bóng lửng là cực kỳ khó chịu. Trung vệ về thì không kịp, đúng không ạ? Thủ môn lên thì cũng không kịp, nó truyền kiểu lơ lửng vào giữa. Mà nhiều quả mà trung vệ về mà cũng lại hơi luống cuống quá thì lại ăn quả pen. Thủ môn ra mà lại nhanh quá, người ta chân người ta khéo, người ta ngoặt một phát cũng có thể có pen. Thế là hệ thống phòng ngự của chúng ta mình cảm thấy khá là lo lắng. Chưa bao giờ mà chúng ta cảm thấy là đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn như bây giờ. Và đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Philippe Chu-xê phải vá lại đội tuyển Việt Nam. Một đội bóng mà đang bị thủng lỗ chỗ, và cái vị trí thủng ở đấy các bạn nhìn thấy rồi, nó dọc xương sống. Đó là Quế Ngọc Hải, đó là Nguyễn Tuấn Anh, đó là một loạt những cầu thủ, có thể là Phạm Tuấn Hải. Các bạn nhìn thấy Phạm Tuấn Hải thì đúng là bình thường ra đá trên đỉnh thì cũng ít, nhưng mà bạn ấy thường đá biên nhiều hơn. Đó.
Hội Mê Câu của nó là theo anh Hải thì khả năng ra sân của Công Phượng là bao nhiêu? Mình nghĩ là khả năng là 100%. Mình nghĩ là Công Phượng có thể là được ra sân trong đội hình chính là 100%. Ok các bạn đợi mình tí nhá, để mình đi tìm bạn Đình Mạnh. Thấy mọi người đang tố bạn Đình Mạnh. Xem bạn Đình Mạnh bạn đang nói cái gì. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, để mình tìm bạn đấy nhá. Ok, xin được tạm biệt bạn Đình Mạnh ở kênh của chúng ta nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn cứ nghĩ như thế đi, không sao đâu. Cuộc sống của các bạn nó là như vậy mà. Ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời ngay. Và cũng xin được chia sẻ với các bạn về Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc là bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, tuổi tác, áp lực, công việc hoặc đơn giản là vì cơ địa. Cơ thể của chúng ta rồi nó sẽ bị lão hóa, tất cả mọi thứ nó sẽ như vậy thôi. Bên cạnh đó, Cao Ba Long nếu các bạn sử dụng bây giờ, về già, chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau khớp, giảm được nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi, giảm được nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Đây là cái sản phẩm mà những người lớn tuổi rất nên dùng. Các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, biếng ăn hay góc nhà, Cao Ba Long hỗ trợ các con cải thiện bộ khung để về sau phát triển cả thể lực lẫn thể hình, tức là các con vừa to vừa cao và lại vừa thông minh. Thứ tư là các chị em phụ nữ, nó sẽ giúp các chị em điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ. Như thời còn con gái, nó đặc biệt quan trọng với những chị em mới sinh con. Trong quá trình thai kỳ, bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền sang cho con. Khi sinh con xong rồi, các bạn, cơ thể của bạn sẽ thiếu chất. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, các bạn yên tâm là sau khi các bạn sinh con xong rồi, cơ thể sẽ rất là sộc sạch, đúng không ạ? Rất là yếu ớt. Đây là lúc Cao Ba Long nó sẽ hỗ trợ các chị em để siết lại cơ thể cho các chị em. Nó bổ sung thêm cho các chị em những dưỡng chất mà các chị em đã truyền sang cho con. Nó giúp các chị em khỏe khoắn, chắc chắn và vững vàng. Nó lại còn kích hoạt cơ chế tự đưa các chị em về thời của con gái bằng cách điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ. Số điện thoại mình để trên logo hoặc đọc sau lưng mình đây, 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Đông trùng hạ thảo giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất này bổ nhưng không béo, rất healthy. Thứ hai, quan trọng, đó là câu chuyện liên quan đến cái cơ bắp. Đông trùng hạ thảo sẽ giúp chúng ta tăng cường cơ bắp và nó sẽ bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Các bạn biết nhất cử nhất động của chúng ta, nó đều làm bào mòn về cơ bắp. Nếu chúng ta không bổ sung kịp, cơ bắp của chúng ta bị tong teo dẫn đến việc da rẻ bị nhăn nheo, chúng ta vừa yếu mà vừa xấu. Và nếu như nó được bổ sung đều đặn thì cơ thể của chúng ta luôn luôn tráng kiện bởi vì cơ bắp luôn luôn săn chắc. Nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương. Thế nào? Ví dụ như là cơ thể của chúng ta chỗ nào có sự đứt gãy về mặt tế bào, nó nối liền vào. Chỗ nào mà nó có cái vấn đề liên quan đến khối u, lấp đầy khoảng trống lối khối u để lại. Chỗ nào có sự gọi là khi mà chúng ta bị sứt sẹo hoặc là chúng ta phải trải qua phẫu thuật, nó sẽ bịt kín lại những cái lỗ rò. Để nó bịt kín từ trong nhé các bạn nhé. Để cơ thể của các bạn luôn luôn được khép kín. Và các bạn biết không, nó còn có một cái nữa rất là hay. Đó là nó tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi vòng tròn miễn dịch. Và vòng tròn miễn dịch chính là hệ thống phòng ngự của cơ thể. Khi bệnh tật tấn công, hệ thống phòng ngự cơ thể mạnh, nó đẩy lùi bệnh tật. Nhưng nếu như bệnh tật mà lại mạnh hơn, tức là hệ thống phòng ngự chúng ta yếu hơn, nó sẽ chọc thủng hàng phòng ngự đó. Và bệnh tật nối đuôi nhau đi vào từ cái lỗ thủng đó, như đi vào chỗ không người. Nó giống như kiểu dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Đông trùng hạ thảo chi viện cho chúng ta, ví dụ cơ thể sinh ra là 1 triệu kháng thể, đông trùng hạ thảo chi viện chúng ta 1 triệu nữa là 2. Như vậy hệ miễn dịch của chúng ta tăng lên gấp đôi, hệ thống phòng ngự tăng lên gấp đôi, giống như kiểu đội bóng đang bảo vệ khung thành bởi 11 người, bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng cho những người bị bệnh khó chữa, những người đang bị ốm hoặc mới ốm dậy, những người làm việc vất vả, những người bị lao lực. Nó sẽ giúp cho chúng ta là ổn định lại sức khỏe, tăng cường cho chúng ta sức đề kháng. Và quan trọng là nó bổ sung cơ bắp đến tất cả các bộ phận. Và nó có một cái chế độ gọi là chế độ repair, tức là nó sẽ cố gắng làm sao đấy nó luôn luôn tối ưu cơ thể cho chúng ta. Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu, một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Các bạn nhớ mua cho bản thân, mua cho gia đình, mua người thân và làm quà tặng quà biếu, nó quá tuyệt vời.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, bạn Bon Bon TV của nó là đội tuyển không nên gọi Thành Long, Hai Long, Tuấn Tài, Văn Khang, Văn Tùng, Minh Trọng và Viết Bảo. Vì sao ạ? Làm gì có ai tên là Viết Bảo nhỉ? Mình không hiểu vì sao đâu nhá. Không hiểu vì sao các bạn lại đánh giá thấp các bạn này như vậy. Thật sự ra mà nói là ở đội tuyển bây giờ có nhiều cầu thủ. Mình nghĩ là họ cũng sẽ phải cố gắng để xứng đáng với vị trí trên tuyển. Nhưng mà cũng không đến mức là các bạn phải nói họ như vậy. XT Channel có nói là chào Minh Hải, anh thấy Hồng Duy đá khá hay ở giải này mà sao không được lên đội tuyển nhỉ? Nếu Minh Hải là trợ lý của ông Chu Xie thì Minh Hải có tư vấn để huấn luyện viên gọi Hồng Duy lên không? Mình có. Nếu thật sự mình là trợ lý của ông Chu Xie, mình sẽ đề xuất gọi Hồng Duy. Và Hồng Duy thì sẽ phải xử lý thêm nhiều những cái kỹ năng nữa. Hồng Duy hiện nay khả năng tấn công của bạn ấy khá là tốt. Nhưng mà có lẽ là bạn ấy phải lựa chọn. Lựa chọn những tình huống nào là tình huống lên. Và lên là lên luôn, không lưỡng. Lên là lên luôn, không lưỡng. Cái thứ hai thì Hồng Duy mình biết là bạn ấy hiện nay đang... Nói chung là với huấn luyện viên thì người ta nghĩ rằng là Hồng Duy đang hơi ham tấn công quá. Nhưng mà cá nhân mình cho rằng là tất cả mọi thứ đều có thể sửa chữa được mà. Bạn VLT Official có hỏi anh ơi, Nam Định lại mượn được hai cầu thủ của Bình Định là Ngọc Bảo và Thanh Thịnh hả anh? Thực ra là Thanh Thịnh bây giờ đang cực kỳ hot trên thị trường chuyển nhượng. Bây giờ Viettel cũng muốn, Hà Nội FC cũng muốn. Nói chung là Nam Định thì đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà hiện nay Nam Định đang có Hồng Duy rồi, lấy Ngọc Bảo về làm gì? Đúng không? Ngoài ra thì có Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức là hậu vệ trái của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bây giờ cũng nằm trong tầm nhắm của khá là nhiều đội. Năm ngoái mình tưởng là bạn ấy về câu lạc bộ Hà Nội rồi đấy chứ. Đấy, nhiều cầu thủ lắm các bạn ạ. Bây giờ nói chung là có thông tin như vậy, nhưng các bạn chờ xem thế nào. Ngọc Bảo là vị trí trung vệ. Mình nghĩ là Ngọc Bảo là vị trí trung vệ. Mà câu lạc bộ Nam Định bây giờ thì cũng đang cần vị trí trung vệ thật. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Mic bị rè rồi Vĩ Long Minh Hải ơi. Các bạn ơi, các bạn có thấy mic bị rè không? Giọng của mình đang rất bình thường nhá. Nếu mà các bạn mà thấy mic bị rè, các bạn cho mình biết với. Long Nguyễn, Minh Hải có nghĩ mục tiêu mà VFF đặt ra là dự World Cup là quá viển vông, khi mà tại Đông Nam Á chúng ta cũng chỉ nhỉnh hơn Malaysia và còn thua kém Thái Lan và Indo. Tốt nhất là cứ thống trị được Đông Nam Á đã. Em thì em cho rằng là đây là anh cũng chưa nói là World Cup bao nhiêu. Nếu World Cup 2026 thì viển vông thật. Nhưng mà World Cup 2030 thì ok. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta thua Thái thì ok. Nhưng mà các bạn bảo là chúng ta thua cả Indo thì mình nghĩ là chưa chắc. Indo họ nhập tịch đến 8 cầu thủ thì cũng chỉ thắng chúng ta được quả phạt đền thôi mà. Bạn Mai Liên Nguyễn đó là mic rè thật. Hơi rè. Ô điên nhỉ. Tại sao mic lại rè nhỉ? Cảm ơn mọi người. Thôi để mình xem lại cái mic này rè nhá. Điên nhỉ. Nó hết rè đi mọi người ơi. Chết rồi, mic bị rè rồi. Thôi gọi để mình xem lại sang cái mic này. Nếu mà cần thì mình sẽ mua cái mic khác. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Chắc là do bị nồm đấy. À ok. Thế thì chắc là mình sẽ chiều tối mình sẽ mang cái máy hút ẩm về đây. Không sao đâu anh ơi, em vẫn nghe được mà. Không, mình muốn nghe, mình muốn các bạn nghe nó không bị rè. Thôi không sao nhá. À do âm lượng quá lớn à. Ok, thế mình giảm nó đi nhá. Ok chưa? Các bạn thấy ok hơn không ạ? À đúng rồi, nó bị rè. À mình hiểu rồi. Ở đây là ok mình hiểu rồi. Các bạn biết vì sao không? Các bạn biết vì sao không? Đây mình làm ngay đây. Các bạn thấy Hoàng Đức đá một hiệp. Xin lỗi. Ok chưa? Các bạn thấy ok chưa? Các bạn để mình xem nhá. Nếu các bạn thấy ok rồi thì các bạn báo cho mình nhé. Nếu mà nó hay hơn rồi thì các bạn báo cho mình. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Các bạn thấy ok không ạ?
Mình nghĩ là bây giờ là ok rồi này. Alo, các bạn ơi, các bạn thấy có bị cháy nữa không? Ngon rồi đúng không? To tiếng hơn một chút nữa là ok quá, lại nhỏ quá rồi đúng không? Ok, mình thử nhá. Hôm nay các bạn cho mình xin 1 phút để mình chỉnh lại cái này theo đúng yêu cầu của mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ lên ở vị trí thứ 6 là ok rồi. Đấy các bạn thấy không? Làm nhiều khi nó cũng bực mình lắm ấy chứ. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, các bác thấy hay chưa ạ? Ok chưa các bạn ơi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok rồi đúng không? Còn nhỏ không ạ? Hết rè nhưng hơi nhỏ Hải ơi. À mình hiểu rồi. Nó do nó bị cháy. Nó do mình gọi ở đây là nó bị cháy cháy âm thanh. Tức là khi mà chúng ta cho nó to quá là nó bị cháy. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ default nó phát này. Ok chưa các bạn ơi? Nếu các bạn thấy ok rồi thì các bạn cho mình biết nhá. Ok chưa cả nhà? Mình nghĩ là như này là ổn lắm rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, các bạn ơi. Các bạn đã thấy ok chưa? Nếu mà ok rồi thì mình cảm ơn nhá. Đó, xuất sắc. Ok rồi, tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn biết là vì sao nó lại như thế không? Bởi vì là ngày hôm qua các bạn yêu cầu mình giảm tông cho nên là mình đã giảm cái tiếng. Thế bây giờ mình để nó ở vị trí số 7 là ok. Tuyệt vời, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, bây giờ tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nào. Ôi, số lượng người xem đang rất đông như này. Hơn 9.000 người đang xem mà bây giờ số lượng người like đang hơi ít. Đang mới được có 2.000. Ok, bù giờ 5 phút nha Minh Hải. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Mình luôn luôn cố gắng vì các bạn mà phục vụ. Bởi vì khi mà mình nghe trên chương trình của mình thì mình thấy nó rất là ổn. Nhưng mà mọi người xem thì lại mọi người lại thấy là nó không ổn lắm. Đó. Ok. Vĩnh Phúc Nguyên có nói ok, chương trình của anh rất hay, lâu lắm được nghe trực tiếp của anh, cảm ơn bạn rất nhiều. Quá đông luôn. Các bạn ơi, ai chưa like nhớ like cho mình nhá. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Hương Đỗ, em thấy 4 trên 5 hôm nay là mic rè rồi. Bây giờ thì ok chưa? Nếu các bạn thấy ok thì các bạn cho mình chữ ok nhá. Ổn nhưng tiếng nhỏ quá, các bạn vận âm thanh cao lên một tí. Bởi vì nếu mà mình mà gain tiếng thêm một tí nữa thì nó sẽ bị rè. Bù giờ 10 phút nhé, làm gì kinh thế. Ai bù giờ 10 phút. Nguyễn Văn Nam, chào em Hải, anh vào là like luôn cho em. Các bạn ơi, like cho Minh Hải nhé, để động viên Minh Hải. Hãy đăng ký và like cho Minh Hải đi đã. Vất vả đi lấy tin rồi. Vừa like vừa lấy thêm thông tin để phục vụ mọi người nữa. Em cảm ơn anh Nam. Hôm qua em vừa giao nhiệm vụ cho bạn quay phim rồi. Bạn quay phim sẽ lấy chữ ký cho anh. Bạn ấy sẽ gửi vào đội tuyển và lấy chữ ký cho anh. Ngay sau khi mà chiếc áo ok được, em sẽ báo để chuyển lại cho anh. Quế Nguyễn của nó là Minh Hải nghĩ gì khi ông Chu Xê gọi lại Công Phượng là một thất bại vì một năm qua đội tuyển không có đội hình ổn định. Mình không cho là như thế. Sự trở lại của Công Phượng không được cho là một thất bại của ông Chu Xê, mà nó là nên được đánh dấu là sự vươn lên của Công Phượng. Mình nghĩ là ông Chu Xê có thể cái vị trí của Công Phượng, ông đã nghĩ là ông đã có một sai lầm nào đó. Nguyễn Văn Đang, anh Hải ơi, em thấy Bùi Hoàng Việt Anh lên đá tiền đạo cũng được anh á. Việt Anh có duyên ghi bàn, thể hình tốt, nhiệt huyết, mạnh mẽ nữa, khá là phù hợp cho vị trí tiền đạo. Anh nghĩ, anh Hải nghĩ sao? Nếu chúng ta thiếu người hoàn toàn có thể, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể. Bùi Hoàng Việt Anh bây giờ cũng đã ghi được 4 bàn, thế là ít gì đâu. Tức là đứng thứ hai rồi. Ngang bằng với tiền đạo cắm của chúng ta bây giờ là Tiến Linh. Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh thì khả năng ghi bàn của họ cũng bằng nhau thôi. Bạn Pha Kim có hỏi là sao camera ghi hình của Việt Nam không có thay đổi, cải thiện gì vậy? Các góc quay nữa, giờ có công nghệ VAR rồi mà thấy không chuyên nghiệp như mấy năm trước. Nghèo phải chịu thôi. Các bạn đang quen xem Euro, World Cup hay là Champions League, giải Ngoại hạng Anh, thì các bạn xem cái giải nào ở Việt Nam các bạn chán.
Bởi vì là tất cả những cái gì thuộc về Việt Nam của chúng ta nó đều đuối hơn so với phần còn lại của thế giới. Tất nhiên là mình đang nói về cái công nghệ truyền hình và cái công nghệ bóng đá. Cầu thủ Khuất Văn Khang nhỏ con nên không tranh chấp được với những cầu thủ của đội Indo. Thế thì Đình Bắc có to gì đâu mà vẫn vượt qua những cầu thủ Nhật Bản để ghi bàn đấy thôi. Quang Trần Minh Hải ơi, mua combo 3 chiếc áo tặng máy massage phải không? Combo 3 chiếc áo là tặng cái này chứ. Các bạn muốn tặng máy massage cũng được. Nhưng mà các bạn nên mua cái này thì hay hơn. Chọn cái visa này thì hay hơn. Cái visa này nó là 1.598.000. Còn cái máy massage thì nó chỉ có 600 mấy, 700 mấy thôi. Điềm Trịnh, những cầu thủ như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Phạm Thành Trung, làm gì có ai tên là Phạm Thành Trung. Công Phượng, Đức Tiến, Đức Chiến, Tiến Linh là con tốt thí thân. Ôi sao mọi người lại nghĩ vấn đề nó đi xa thế nhỉ? Mình chỉ nghĩ là đội tuyển khi cần, quốc gia khi cần thì là chúng ta sẽ phải có mặt thôi. Chứ đừng có phải là vì trước đây không gọi mà bây giờ chúng ta không chiến đấu. Chúng ta chiến đấu là vì vận mệnh của quốc gia mà. Hương Bùi mình lại cho rằng kêu Công Phượng là đúng vì sẽ đem lại tinh thần cho đội cao hơn. Em nghĩ là bây giờ không gọi Công Phượng thì cũng chả biết bao giờ thì gọi. Và nếu mà không gọi em thì em nghĩ là Công Phượng sẽ được đá. Có thể là không phải đá trong đội hình chính, nhưng mà bạn ấy sẽ được ra sân trong trận gặp Indonesia và mình nghĩ là bạn sẽ làm nên chuyện. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, các bạn có câu hỏi là hay ngay mà. Vinh Nguyễn, nghĩ mà thương Minh Hải, chiều lòng khán giả hết mình, nhiệt huyết với nghề, luôn ủng hộ và like cho Minh Hải. Em cảm ơn bác Vinh Nguyễn nhiều. Đấy là niềm vui của em. Đấy là niềm vui của em. Trong những phiên livestream trên Top Top vừa rồi, em bao giờ em dành 30 phút để phục vụ riêng cho các comment. Ví dụ như là mọi người muốn lên sản phẩm gì thì em lên cái đó. Nói thật là em rất là chiều khán giả. Đấy, cho nên là em cũng sẽ luôn luôn mong muốn là mọi người cũng sẽ cố gắng ủng hộ em. Điện Nông Quang, ngoại binh của Công an Hà Nội quá yếu, cảm giác như Jovene thì khá hơn, nhưng có vẻ dậm chân Quang Hải, còn hai ông còn lại thì đá như không anh Hải ạ, mình đồng ý. Ngoại binh của Công an Hà Nội đang là một vấn đề, và Jovene không đá trùng lên chân của Quang Hải. Bởi vì là Jovene là đá giữa, Quang Hải đá một biên, một cánh, Văn Thanh đá một cánh và cắm ở trên là anh Jefferson. Cái lối chơi đấy là cái lối chơi cũng khá là hay. Nhưng mà Công an Hà Nội thì thực sự ngoại binh đang hơi đuối thật. Năm nay nếu mà nói là ngoại binh chơi tốt thì mình nghĩ là có Bình Định, có Nam Định là những đội bóng mà có lực lượng ngoại binh khá là ổn. Còn Công an Hà Nội và kể cả là Thế Công Viettel cũng đều không có sự ổn định. Bạn Sơn 1976, anh hỏi là Minh Hải dự đoán Công Phượng sẽ được vào sân khoảng bao nhiêu phút, hy vọng bạn ấy sẽ tỏa sáng. Em ít nhất là 30 phút. Và thậm chí là em không loại trừ khả năng là Công Phượng sẽ có mặt trong đội hình chính. Em sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho mọi người liên quan đến nhân sự của đội. Nhân sự của đội, sự sẵn sàng của nhân sự, nó sẽ thay đổi cái sơ đồ, nó sẽ thay đổi đội hình ra sân. Còn sơ đồ thì chúng ta vẫn fix rồi. Em nghĩ là nó vẫn là 3-5-2 thôi. 3-5-2 và biến thể của nó là 5-3-2 hoặc là 5-4-1. Ngoại binh Thanh Hóa cũng ok, em nghĩ là ngoại binh Thanh Hóa cũng ok, nhưng ở tầm cao thì nó là như thế. Bạn Lâm Anh nói là kia thì sắc bị bắt bài, anh nghĩ sao? Chả bắt bài gì cả. Mình nghĩ là nhiều khi đấy, mình cũng thấy nhiều người hỏi là bị bắt bài gì. Hán Văn Ngô, tớ 60 tuổi, nghe Minh Hải phân tích cũng sướng tai lắm, cố gắng phát huy nhé. Cảm ơn bác rất nhiều, em sẽ luôn luôn cố gắng. Phượng Hoàng, Canada, 1:14, chào anh Hải nhé, chào bạn. Mình rất muốn một ngày nào để đến Canada. Thật sự là mình rất thích Canada, mình đã đến Mỹ rồi nhưng mà chưa sang được Canada. Hy vọng là như vậy. Quang Bùi Văn, vợ em bảo anh nghiện anh Minh Hải này quá, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hôm nào đấy có một cái chương trình gì đấy hay hay, bạn nên cho vợ nghe. Thì vợ sẽ hiểu là, vợ sẽ khuyên bạn là anh cứ nghe anh Minh Hải đi. Minh Hải không bao giờ xui dại ai cả. Chúng ta cùng nhau kiến tạo ra một không gian sống thật tuyệt vời. Ngày hôm nay sau rất nhiều ngày, phải đến hơn 2 tháng rồi, hai vợ chồng mình mới có thời gian đi ăn sáng và sau đó đi uống cà phê. Lúc ăn sáng xong mình bảo đi uống cà phê, bạn ấy còn giật mình. Các bạn thấy là những giây phút bây giờ để chúng ta ngồi hàn huyên được với nhau ngày càng khó khăn hơn.
vì cuộc sống bây giờ nó nhanh quá, công việc của chúng ta cũng nhiều quá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và các bạn đừng quên nhá, nó vẫn là em tuyệt phẩm mà mình luôn luôn khuyến khích các bạn nên sử dụng, đó là em Men Hao này đây. Men Hao V8 nhá. Cái mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nó là con C4. C4 này thì nó đã hết rồi, nó chưa được restock. Con V8 này nó được giảm giá thêm một lần nữa. Combo 2 chiếc, trước đây là đầu 9, 968.000 một đôi. Thì bây giờ nó xuống đầu 6, còn 698.000 thôi. Mình nghĩ là các bạn mua bộ đôi ở đây thì tuyệt vời. Các bạn là được giảm đến gần 300.000, tương đương với 30%. Nó vẫn là em V8 huyền thoại với loại đồng 3 ly nguyên khối, chịu được tải lên đến 4.000W, tức là các bạn cắm 2-3 nồi lẩu và ăn tẹt ga. Nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ, các bạn vùi nó vào 750 độ nó vẫn chưa cháy. Thứ ba là một đổi một trong vòng 6 tháng và các bạn sẽ được bảo hành lên đến 1 năm. Chúng mình tự tin về sản phẩm, chất lượng, cho nên là mình sẽ dành cho các bạn một cái cơ chế bảo hành rất là tốt. Nó được kết nối với 12 thiết bị bao gồm 8 ổ cắm điện và 4 cổng sạc, 2 cổng USB, 2 cổng Type-C. Thực tế là mình đã sạc con MacBook của mình bằng cái ổ này. Nó là sạc chậm, cho nên là nó sẽ rất là lành cho pin. Nó kéo dài tuổi thọ của pin. Thứ hai nữa là nói không mấy chuyện là các bạn đi mua củ sạc. Củ sạc bây giờ iPhone, iPad nó phải rơi vào 400-500 nếu là hàng chính hãng. Mà nó rất là kích, nó rất là cách rách, thậm chí là bừa bộn trên phòng làm việc. Nếu các bạn đi công tác, các bạn chỉ cần cầm duy nhất em này đi là đủ. Ok. Đó, và các bạn nhớ, chúng mình luôn luôn nói là các bạn chỉ có yên tâm khi các bạn sử dụng an toàn. Và đấy là anh trung vệ áo đỏ có tên Automat được đính ở đằng sau này. Các bạn đi làm, đi chơi, đi ngủ hoặc đi bất cứ nơi đâu thì anh trung vệ áo đỏ này vẫn ở đó, túc trực như một người cận vệ cần mẫn và chính xác. Nó sẽ trực 24/24 cho các bạn. Ở đâu có điểm nóng, ở đâu có nguy hiểm, ngay lập tức anh này anh có mặt để anh giải quyết ngay. Cắt điện luôn để bảo toàn cái ổ điện này. Bảo toàn ổ điện này có nghĩa là không xảy ra cháy nổ, để bảo vệ gia đình của các bạn. Gia đình của các bạn là ai? Là bố, là mẹ, là vợ, là con, là những người thân yêu nhất của chúng ta. Thế là mình đề nghị các bạn là hãy nghiên cứu và xích em này gấp. Mang em này về. Giá đã được giảm thêm 30% nữa, và giá này là dành độc quyền cho livestream của Vlog Minh Hải thôi. Các bạn có thể lựa chọn. Số điện thoại mình để ở trên logo hoặc đằng sau lưng đây. 0889333300 và website của nó là menhao.vn. Còn anh chàng Mr. President, đây chính là chiếc áo President mà mình nói với các bạn. Nó được giảm giá, các bạn mua một chiếc giá là 639.000. Các bạn mua 3 chiếc giá chỉ còn 1.398.000. Các bạn được tặng một ví da cá sấu trị giá 1.598.000. Mặc dù nó là quà tặng, nhưng nếu các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu xịn, mình đền các bạn 1 tỷ luôn. Bên cạnh đó là các bạn còn thấy, đây là chiếc áo. Đây là chiếc áo làm bằng vải lụa của Nhật Bản, không nhăn, các bạn thấy không? Không nhăn tí nào luôn. Nó mặc đa dụng, các bạn mặc đi làm được, đi chơi được, đi họp được. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp và trang nhã, không nhăn. Nó làm bằng vải lụa Nhật Bản, mềm mịn, mượt, mát, mặc rất nhẹ. Và đề nghị các bạn nên mua, giá độc quyền dành cho Vlog Minh Hải 1.398.000. Cho combo 3 chiếc được tặng thêm một visa cá sấu trị giá 1.598.000. Các bạn đến vicento.vn thì các bạn nhớ là các bạn có một cái quyền là tự thành lập combo. Bởi vì chúng mình giảm giá ở tất cả các mặt hàng, từ hàng mới cho đến cái hàng mà các bạn đang yêu thích. Từ những cái chuyện mà các bạn mong muốn cái gì cũng được. Các bạn đặt nhiều hàng thì các bạn sẽ được giảm giá nhiều. Các bạn đặt nhiều hàng thì các bạn sẽ được tặng những quà tặng giá trị. Còn nếu các bạn đến 240 kim mã, các bạn đừng quên đọc là đã xem Vlog Minh Hải để các bạn được giảm giá thêm một lần nữa. Số điện thoại 0889333300 và website là vicento.vn. Các bạn nên xích ngay em này về. Trời mùa hè rồi, cần mềm mịn mặt, mát mượt. Bạn nào mà có mùi cơ thể, anh chàng này nó còn giải quyết một vấn đề. Đó là nó giúp cho chúng ta cân bằng nhiệt, nó giúp cho chúng ta cân bằng luôn cả cái không khí ở bên ngoài và không khí ở bên trong. Không khí ở bên ngoài nó sẽ đưa vào cơ thể của chúng ta, để làm sao không khí trong lành nó sẽ vào, nó thay thế cái không khí nó bị hôi ở trong người vì có mùi cơ thể. Và em này làm có cái công nghệ khử khuẩn rất là tuyệt vời. Đấy, số điện thoại các bạn nhìn thấy nhá, 0889333300. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Hải đang mặc size bao nhiêu đấy? Mình thì mình thích rộng, cho nên là mình mặc size L. Các bạn bình thường ra mình mặc size M thì vẫn ok. Bảy Đức ở đó là mình chạy Grab công nghệ, nhưng rảnh bất cứ lúc nào cũng nghe và theo dõi kênh của nhà báo Minh Hải, cũng như là động lực lao động hàng ngày, phấn chấn hơn, chúc nhà báo sức khỏe. Cảm ơn bạn Bảy Đức. Bạn Bảy Đức thân mến, là mình luôn luôn mong muốn mình sẽ có thể tiếp thêm được sức mạnh cho mọi người, tiếp thêm làm niềm cảm hứng cho mọi người, để chúng ta cùng nhau
kiến tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, cho những người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn là như vậy. Bạn Boy có thấy là em thấy cánh trái của mình ổn không anh? À, các bạn sẽ thấy ở trong những trận đấu tới, cánh trái sẽ là cái cánh chủ đạo của chúng ta. Tất nhiên là phải khả năng lên và về. Mình rất kỳ vọng vào Đình Bắc ở giải này. Quang Dũng, mặt cỏ sân Mỹ Đình dạo này đẹp không anh Hải? Bọn mình đang liên hệ với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nếu mà ok phát là chúng mình sẽ quay và sẽ đưa lên chương trình vào tối ngày hôm nay. Các bạn cứ chờ nhé. Thành Nguyễn, Công Phượng giờ đây muốn nhập tịch Nhật Bản. Ở cuối dốc của sự nghiệp để kinh doanh bóng đá, lên tuyển chỉ là nghĩa vụ cho có. Bạn Thanh Nguyễn, vì sao bạn lại nói câu chuyện này? Đừng nói như thế chứ, mất hay đúng không? Thiện Thuật Phạm, đó là áo anh Hải đang mặc, giá bao nhiêu một combo vậy? Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình như này. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình như này, ok không? Nguyễn Thế Hải, anh so sánh giúp em con đường của Việt Nam xây dựng đội hình là người Việt và những Việt Kiều có xu hướng muốn về với đội tuyển Việt Nam. Với Indonesia nhập quốc tịch nhiều nhé, em cảm ơn anh vì Việt Nam phải thay đổi. Mình không ủng hộ, nếu như Việt Nam mà làm giống như Indonesia mình cũng không ủng hộ đâu. Bởi vì là như thế nó mất bản sắc đi. Cảm giác như là đội bóng Tây. Bây giờ dụ lên nói thế, nhưng mà lên bây giờ các anh lại nói chuyện với nhau bằng bao nhiêu thứ tiếng. Đội tuyển Việt Nam các cầu thủ lại toàn nói chuyện nhau bằng tiếng Anh thì cũng chán. Đúng không ạ? Nếu mà như thế thì chúng ta thà xem các đội tuyển hàng đầu thế giới đá còn hơn. Nhưng mà mình nghĩ là nên mở cửa cho một cái tỷ lệ nào đấy. Mình thì nghĩ là vào thời điểm này chúng ta cần có Henrio và Raphaelson. Chỉ cần hai cầu thủ đó thôi, còn lại thì ok. Bạn Quyền Cú Lê có nói là anh đẹp trai như Sơn Tùng MTB, em yêu anh quá luôn. Cảm ơn bạn Quyền Cú Lê rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Anh Minh Hải cho hỏi áo đó có những màu gì vậy? Cảm ơn anh. Bạn vào vicento.vn hoặc là bạn gọi điện đến số này để tư vấn nhé. Nó nhiều màu lắm. Mới ủng hộ combo ổ cắm và combo 4 áo bạn Hưng Nguyễn. Hưng Nguyễn quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn Hưng Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người cũng đừng quên nhé. Hãy ủng hộ cho bóng đá Việt Nam. Hãy ủng hộ cho Vlog Minh Hải. Cảm ơn các bạn. 18 này thì mình sẽ lên đường đi Indonesia. Mình đi trước đội một ngày và mình về cùng với đội. Mình sang đấy hy vọng là được vào sân Bung Karno và sẽ gặp gỡ các kiều bào của chúng ta ở bên đó để xem họ chuẩn bị như nào. Vì trên sân Bung Karno mà chúng ta không có lực lượng cổ động viên đủ lớn là các cầu thủ sẽ lọt thỏm trong một cái chảo lửa 8 vạn người, tức là 80.000 người. Lượng khán giả là lớn gấp đôi so với sân Mỹ Đình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.